Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lân. Thì hôm nay em Lân đang có mặt ngay tại khu tái định cư Phước Long, thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là căn nhà mà gia chủ chuẩn bị vừa gửi cho em Lân bán đây quý anh chị. Đó, nhà phía sau lưng Lân. Căn nhà gồm có là hai lầu, một trệt, một tum. Nhưng mà cái tum đó hiện tại chủ đã làm giống như là nửa tầng rồi quý anh chị. Và hiện tại trên đó đang làm sân thượng và trồng cây xanh rất là nhiều. Và cái nhà này hiện tại gia chủ đang muốn bán với cái giá là 5,7 tỷ. Thì so với giá cả mà em Lân đã khảo sát thị trường xung quanh á, thì cái giá này rất là hợp lý. Nhưng nó có cái một cái nhược điểm rất là lớn. Thì anh chị nào mà quan tâm tới sản phẩm này thì cùng cho em Lân để xem tiếp video nha. Bây giờ em Lân xin phép quay cái video, quay camera lại sau để quay rõ hơn để cho anh chị nắm rõ nha. Thì đây là cái con đường hiện trạng đối diện nhà mình. Đó là một cái nhược điểm lớn nhất của cái căn nhà. Thì căn nhà này nó nằm trên con đường F1. Đó, thì nè, đây bây giờ em Lân giới thiệu sơ nha. Đây thì là khu tái định cư nè. Đó, như anh chị thấy nè, ở đây được xây dựng tự do. Đó, anh chị có thể xây được nhà cấp 4. Thích xây nhà cấp 4 cũng được, mà xây nhà 2 mê cũng được, mà xây nhà 3 mê cũng được. Nha quý anh chị, đó. Xung quanh này quý anh chị để em Lân quay nha. Xung quanh nè. Đó, có một cái nhà này lô gốc nè. Đó, 3 mê. Đó, ở đây được xây dựng tự do nên chị xây thoải mái nha, tại vì là khu tái định cư chứ không phải là khu đô thị nha quý anh chị. Thì hiện trạng em Lân so sánh về cái căn nhà mà em Lân giới thiệu đến quý anh chị đây. Đây là cái căn nhà mà em Lân giới thiệu đến quý anh chị. Đó, hai tầng một trệt một tum. Hai tầng một trệt một tum nha quý anh chị. Cho quý anh chị thấy nè. Đó, hiện trạng là ngang 4,5 m. Đó, và tổng diện tích của căn nhà này là 66,6 m, là tam lọc nha quý anh chị. Con số rất là đẹp luôn. Và tổng diện tích sàn của căn nhà là 240 m. Đó, và sau lưng cái tòa nhà này là tòa hút đang xây dựng nè quý anh chị. Tòa hút thương mại đang xây dựng. Đó. Thì căn nhà mình sau này nếu mà mình ở thì sau này cái tầng trệt này mình có thể xin phép mình mở được cái cửa phía sau để thông với lại khu bên hút, khu trung tâm thương mại của hút. Đây, như lô trống này anh chị sẽ nhìn thấy và hình dễ hình dung ha. Thì đây là cái ngã ba. Thì cái nhược điểm lớn nhất của căn nhà này chỉ có con đường này thôi, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu quý anh chị, tại vì khu trong này không có xe tải xe con mà đi nhiều, chỉ là đa phần là dành cho những người dân xung quanh đi thôi, đa phần xe máy thôi. Nhưng thực chất đây ở khu này thì dân trí họ rất là cao, nên là vấn đề về tệ nạn xã hội hay là đi phóng nhanh vượt ẩu hầu như là không có. Đó nha quý anh chị. Đó, đường rộng rãi. Và em so sánh này, hiện trạng cũng có một người chủ này gửi cho em bán với giá là 4 tỷ. Đó, nhưng mà em đã dẫn rất là nhiều khách tới rồi, họ không thích. Tại vì cái nhà này bán mà chỉ có là nhà cấp 4 thôi. Đó, không phù hợp để ở mà hộ nhiều dân nhiều. Thì so với cái nhà này thì nó rất là tốt. Thì có sẵn này, có sẵn phòng ở đầy đủ, anh chị vào chỉ việc ở thôi. Và bây giờ cùng cho em Lân đi vào trong nha. Đây là con đường số 28 này quý anh chị. Đường là con đường lớn nhất kết nối từ Lê Hồng Phong, nếu mà anh chị cua phải là Lê Hồng Phong, nếu mà anh chị cua trái là đi thẳng ra đường Võ Văn Kiệt, nằm là con đường kết nối giữa khu đô thị Phước Long và khu đô thị An Bình Tân. Bây giờ cùng cho em Lân đi vào căn nhà nha. Đây hiện trạng của căn nhà, đây là cái sân. Anh chị có thể đậu được ô tô nha. Đậu được ô tô thoải mái luôn. Đấy. Thì đi vào bên trong là cái cửa phòng khách của mình. Nếu hiện trạng gia chủ không có tận dụng phòng này làm phòng khách nha. Đó. Nhưng mà nếu mà cửa phòng khách nè, gia chủ đã làm về cái kính nhôm son pha và kính cường lực rất là chắc chắn luôn. Đó, cửa mở 4 cánh. Đây, bước chân vào bên tay phải mình, đây là một cái cầu thang lót bằng đá granite màu đen, cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn. Đó, cộng thêm cái tông màu của thanh chặn của cầu thang nữa, màu xám vàng, cực kỳ sang đấy quý anh chị. Và gia chủ đã tận dụng cái phần trống của cầu thang để làm một cái phòng kho bên cạnh này. Đó, có một cái kệ này mà anh chị chân rượu thì rất là đẹp luôn. Đó, những anh chị nào mà sưu tầm về rượu á, để ngay cái vị trí này cực kỳ đẹp nha, cực kỳ sang. Đây là sofa, bàn. Ở đây là khu vực ấy, đây là khu vực toilet nè. Đây là khu vực toilet nha quý anh chị. Đây là khu nhà phía sau. Đó, đây là một phòng ngủ phía dưới dành cho cô chú lớn tuổi hoặc là người già ở dưới này là cực kỳ hợp lý, nếu mà anh chị tận dụng phòng này là phòng khách ha. Bây giờ cùng chân em Lân đi lên tầng 1 nha.
Đây. Đi lên tầng 1. Đẹp đúng không ạ? Thì ở bên trái thì hiện trạng là gia chủ đang tận dụng cái tầng 1 mình làm phòng khách luôn. Đó. Nó đang tận dụng là phòng khách. Hoàn toàn nội thất này là gia chủ sẽ để lại nha quý anh chị. Đó, phòng gỗ này, những cái vật dụng gỗ này là gia chủ sẽ mang đi theo, nhưng chỉ riêng về nội thất này như bàn ghế hay là tủ tivi là gia chủ sẽ để lại. Đó. Gia chủ này rất là thích gỗ nha, có tranh mã đáo, tranh này chủ cũng lấy đi nha quý anh chị, những cái bức tranh đó thì chủ cũng sẽ xin phép là lấy đi, không có để lại cho mình. Đây là có một cái ban công nhỏ này, đó gia chủ đã xếp cây nè, cực kỳ đẹp. Đó anh chị nhìn ra nè. Về cái vị trí bị đâm đường này á, theo em Lân á, thì anh chị mà kinh doanh về tạp hóa hay là ấy á, hay là mua bán một cái nhỏ ở khu vực này thì rất là tốt, tại vì theo em Lân khảo sát ở khu vực này nó không có nhiều người kinh doanh đó. Nó những cái vật dụng này thì gia chủ sẽ xin phép lấy đi, nhưng mà những cái nội thất như bàn ghế này đó là gia chủ sẽ để lại. Bây giờ không gian phía sau này nha, bên đó thì bên cầu bên phải của cầu thang thì đó là thêm một cái toilet, thì toilet đã làm sẵn từ trên xuống dưới luôn nha quý anh chị, đó là một cái trục sẵn để cho tiện. Và phía sau toilet đó là phòng bếp, là gian bếp đó. Đó gian bếp, đây là không gian để anh chị quay nè, anh chị nhìn thẳng ra hút luôn đúng không ạ. Đây là con sông, tương lai nó sẽ là con đường, tương lai sẽ là con đường để đi vào hút. Và đối diện mình đây là trung tâm thương mại của hút nè, đó của hút, hút Phước Long đó. Bây giờ cùng cho em Lân đi lên tầng 2 nha. Thì cái gam màu cầu thang của tầng 2 gia chủ đã thay đổi, đó là khung màu xám hết luôn, màu xám hết luôn nha quý anh chị. Đó. Bây giờ cùng cho em Lân lên tầng 2 ha. Anh chị mua cái căn nhà này về anh chị chỉ cần sửa lại một tí xíu thôi, hoặc là theo em Lân thấy thì cũng không cần nên sửa đâu, không cần sửa đâu. Đó là không gian đồ nè. Đó. Đây là không gian phòng ngủ, phòng ngủ của cái tầng 2. Nó cũng có cái view nhìn ra trung tâm thương mại của Hút. Đó. Đây là không gian phòng ngủ thứ hai của tầng 2. Thì phòng ngủ này có đây, nhìn sơ và cũng có cái ban công nhìn thẳng ra khu dân cư tái định cư Phước Long. Rồi, bây giờ cùng chân em Lân đi lên tầng 3 nha. Đây là có một cái toilet nữa nè quý anh chị. Đây, cùng chân em Lân đi lên tầng 3 ha. Đây, tầng 3 là cái tầng nơi để cho anh chị chiêu. Đây là không gian phòng thờ của phía trước ha. Không gian phòng thờ ha quý anh chị ha. Đây, có một cái giếng trời ở giữa, ở ngay cổ cầu thang này quý anh chị. Đó, đón ánh nắng vào những ban ngày. Đây, tầm view của tầng 3. Rất là đẹp. Đó, quý anh chị thấy đẹp không ạ? Đây là không gian cây xanh, nếu mà anh chị nào mà đam mê cây xanh á thì ở trên này rất là tuyệt vời luôn. Đó. Bao đẹp luôn. Anh chị ngồi trên đây rất là chill nha. Đó, nếu mà anh chị tận dụng khu vực này, anh chị nuôi cá và trồng cây cảnh thì cực kỳ tuyệt vời. Đó. Rồi, bây giờ cùng chân em Lân đi ra phía sau, đây là khu sân phơi đồ nè. Đó, khu sân phơi đồ. Và cũng có tầm view ra qua hút luôn nha quý anh chị. Qua hút luôn nha. Đó, anh chị thấy không ạ? Đây, ngay chỗ con đường này là con đường số 8 nè. Sau này là xe rồi lưu thông ở đây rất là nhiều, vì chỗ đây là trung tâm thương mại nè quý anh chị. Đó, nhìn ra tòa nhà nè, đó bao nhiêu, rất là nhiều tòa nhà lớn. Đó thì sản phẩm này anh chị nào quan tâm á thì liên hệ trực tiếp với em Lân, số điện thoại của em Lân có để ghim trên màn hình nha. Đó, có ghim trên màn hình. Thì anh chị nào mà quan tâm tới sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp qua em Lân, qua cái số điện thoại Zalo đó luôn. Và hiện trạng gia chủ đang muốn bán cái căn nhà này với số tiền là 5.7 tỷ, có thương lượng nha quý anh chị, có thương lượng đó, với giá là 5.7 tỷ có thương lượng. Nào khách nào thiện chí với căn nhà này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau. Và anh chị cho em Lân xin một lượt like, một lượt subscribe để có động lực làm nhiều video hay hơn và tìm những cái sản phẩm tốt, đẹp, giá tốt gửi đến cho quý anh chị.
và có thể là một cái tài sản thứ hai hoặc là tài sản thứ ba đến quý anh chị trong tương lai. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau nha.